Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay mùng 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sáng nay, học sinh cả nước đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Với tinh thần bình thường mới, lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng rất trang trọng và nhiều cảm xúc. Làn sóng COVID-19 thứ hai khiến cho nhiều người trẻ mất việc làm, nhưng họ đang từng bước tìm lại được sự ổn định trong công việc và cân bằng cuộc sống. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, tổng sản lượng chăn nuôi từ đầu năm đến nay của Việt Nam đã tăng 6,3%, đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, sáng nay học sinh trên cả nước đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến hòa cùng niềm vui khai giảng năm học mới với hơn 1.200 học sinh, thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng với tinh thần bình thường mới, lễ khai giảng diễn ra tuy ngắn gọn nhưng hết sức trang trọng và mang nhiều cảm xúc với lễ chào cờ đầu tiên của năm học và lắng nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến học sinh cùng phụ huynh và thầy cô giáo trên cả nước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng nhà trường tấm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 30 suất học bổng cho Hội đồng Sư phạm nhà trường và tuyên dương học sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm thi tuyển sinh đại học cao với mong muốn năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục giữ vững thành tích nằm trong top đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại tâm dịch COVID-19, Đà Nẵng, hơn 270.000 học sinh các cấp đã đón một lễ khai giảng đặc biệt, khai giảng qua TV và máy tính. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn phương án này để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9 ở vùng tâm dịch thì các thầy cô giáo vẫn có mặt tại trường từ rất sớm, nhưng mà không phải để đón học sinh mà là để dự một lễ khai giảng trực tuyến. Theo đó thì các thầy cô đã cùng nhau xem chương trình tọa đàm Đà Nẵng cho năm học mới do Sở Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp cùng với đài địa phương sản xuất. Sau đó thì các giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ giao lưu với học sinh của mình thông qua phần mềm máy tính kết nối mạng Internet. Trước đó thì các trường học tại Đà Nẵng đều tự làm video clip giới thiệu về nhà trường, ghi hình những lời gửi gắm đến học trò vào đầu năm học mới, lời chào đón học sinh đầu cấp. Và đúng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, giáo viên chủ nhiệm gửi clip này đến với phụ huynh và học sinh thông qua máy tính. Sau khai giảng, các trường sẽ khởi động khung chương trình học trực tuyến theo các bậc học, bắt đầu thực hiện từ ngày 7 tháng 9. Với những học sinh không thể học trực tuyến thì nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ in bài giảng, bài tập để gửi đến cho các em. Các trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học trở lại bình thường. Tiếp tục cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế sáng nay không ghi nhận thêm ca dương tính mới nào với virus SARS-CoV-2. Như vậy là tổng số ca mắc COVID-19 trong cả nước vẫn là 1.049 ca. Trong số này thì có 35 người đã tử vong và có 786 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Còn trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ, đây là ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Số ca mắc và tử vong vẫn không ngừng tăng lên. Tính đến 5 giờ sáng nay thì tổng số ca mắc trên toàn cầu là hơn 26,7 triệu người, hơn 877.000 người trong số này đã tử vong. Như vậy chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã tăng thêm hơn 260.000 ca mắc và 4,7.000 ca tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 6,4 triệu ca mắc, Brazil là hơn 4 triệu, còn Ấn Độ cũng đã đạt đến con số là 4 triệu ca mắc. Đã có 800 bệnh viện tham gia đề án khám chữa bệnh từ xa Telehealth của Bộ Y tế với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đề án này giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên và đào tạo các bác sĩ tuyến dưới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện trung ương thứ 10 tham gia đề án này. Ngay sau lễ khai mạc, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện hội chẩn và hỗ trợ phẫu thuật từ xa cho 4 bệnh viện Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu và Phú Thọ. Ngoài ra còn kết nối với 128 điểm cầu là các bệnh viện tuyến huyện. Đây cũng là lần đầu tiên các bác sĩ tư vấn phẫu thuật trực tuyến qua hệ thống mổ nội soi với công nghệ 3D cho tuyến dưới. Chúng tôi đã thực hiện cái hệ thống mà kết nối giữa các cái phòng mổ của các cái bệnh viện vệ tinh với cái trung tâm điều hành tại Bệnh viện Việt Đức, cũng như là kết nối từ phòng mổ của Bệnh viện Việt Đức với lại các cái giảng đường của các cái bệnh viện vệ tinh. Thì nhờ đó thì chúng ta có thể truyền dẫn trực tiếp các cái ca mổ, chúng ta có thể tư vấn trực tiếp trên các ca mổ.
Với đặc thù là ngoại khoa, quan trọng nhất là hình ảnh đường truyền phải rõ nét, đảm bảo tính chính xác và thời gian thực hiện cho các ca chẩn đoán. Theo dõi siêu âm 3D như ngày hôm nay sẽ giúp các bác sĩ đưa ra các chỉ định chính xác. Chúng tôi đã đầu tư một cái nguồn lực lớn cho về công nghệ về phần mềm, về server cũng như nền tảng kết nối cloud. Chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ AI trong việc chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng cái công nghệ big data trong việc phân tích các dữ liệu, những cái kết quả của rất nhiều cái lượt khám bệnh từ trước để đưa ra một cái kết luận đúng chính xác nhất. Mô hình khám chữa bệnh từ xa sẽ được triển khai trên toàn quốc, hướng tới mọi người dân đều được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Dự kiến trong tháng 9, Viettel sẽ hoàn thành kết nối telehealth đến 1.000 điểm cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện trên toàn quốc. Ước tính khi triển khai trên toàn quốc sẽ tiết kiệm cho xã hội và ngành y tế hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai đã khiến cho nhiều người trẻ bị mất việc làm. Thế nhưng cũng có không ít người trong số đó đã chủ động tìm được một con đường riêng cho mình. Dù là chủ động hay bị động thì họ cũng đang từng bước tìm lại được sự ổn định trong công việc và cân bằng cuộc sống. Trước khi dịch COVID xảy ra, Nguyễn Văn Hiền từng làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty du lịch chuyên phục vụ khách nước ngoài tại Hà Nội. Song song với đó, anh cũng làm thêm công việc giảng dạy tiếng Anh. Khi dịch bệnh ập đến, Hiền quyết định chuyển hẳn sang công việc đi dạy tiếng Anh tại trung tâm, vì đó cũng là một trong những đam mê và mong muốn theo đuổi từ lâu của anh. Mình dành nhiều thời gian hơn và mình trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như là dành nhiều thời gian hơn để đi dạy, cũng để củng cố cái kỹ năng sư phạm của mình. Mình nghĩ rằng là cũng rất là một cái tâm lý rất là thoải mái, bởi vì là được sống cái đam mê của mình và được làm cái điều mình thích, cũng như là phát triển thêm cái kỹ năng mà mình đang rất là mong muốn phát triển trong cái trước thời gian COVID mà thực sự mình chưa có nhiều thời gian để làm. Tuy không nằm trong nhóm bị cắt giảm vì COVID-19, nhưng Đặng Ngọc Thúy hiểu rằng công việc của một nhân viên thiết kế marketing đang gặp khó khăn. Dịch bệnh khiến cho công ty gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận khách hàng. Khối lượng công việc, thời gian làm việc và thu nhập của nhân viên cũng bị cắt giảm. Mặc dù điều này làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Thúy, nhưng đây lại chính là lúc niềm đam mê với nghề làm đẹp trỗi dậy. Cô quyết định đây là thời điểm thích hợp nhất để đi theo một con đường mới. Mình chưa bao giờ nghĩ là công việc trang điểm sẽ trở thành một nghề chính của mình cả. Mình vẫn muốn làm theo công việc liên quan đến thiết kế, vì mình đã có học và đã làm công việc thiết kế đến một thời gian khá là dài rồi. Làm trang điểm thì thực ra vào thời điểm này thì cũng khá là khó khăn, tại vì bệnh thì sẽ có rất ít sự kiện diễn ra và cũng sẽ có ít cơ hội cho mọi người có thể trang điểm hơn. Đây là một cái quãng nghỉ cho tất cả mọi người, nhưng mà coi như là quãng nghỉ cho mình chuyển giao giữa công việc cũ và công việc mới. Mình có thời gian để học hành và trau dồi kiến thức hơn, thì khi dịch bệnh qua đi thì mình có thể bắt đầu vào công việc mới một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Hiền và Thúy không phải những trường hợp ngoại lệ trong câu chuyện người trẻ chuyển hướng công việc vì COVID-19. Thị trường việc làm co hẹp đã khiến các bạn trẻ phải đi tìm một công việc khác phù hợp với thời cuộc mà đôi khi họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi. Covid cũng là một cái thử thách mà chúng ta cũng sẽ phải đương đầu với những cái sự biến đổi như vậy. Và vì vậy cho nên là cái năng lực của những cái người trẻ ở trong cái giai đoạn mới là phải chuẩn bị những cái kỹ năng để đáp ứng những cái tính chất thay đổi của công việc. Nhiều lúc là chúng ta phải dám là vứt bỏ những cái vị trí hiện tại của chúng ta để dấn thân vào trong những cái bối cảnh hoặc là những cái công việc mới, mà cái công việc đấy nó sẽ có cái nhu cầu rất là lớn ở trong tương lai. Có thể thấy, đại dịch COVID-19 đã thay đổi và tác động rất nhiều tới công việc và quan điểm sống của mọi người. Không có con đường nào dễ dàng thời hậu COVID-19, nhưng ít ra nhiều bạn trẻ đã dám cho mình một con đường khác để thích nghi với môi trường hiện tại. Đây chính là cơ hội để các bạn trẻ rèn thêm bản lĩnh, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng để hiểu rõ thế mạnh của bản thân, nhằm tìm kiếm ra cơ hội mới phù hợp vượt qua những khó khăn của đại dịch. Sẽ mở lại 6 đường bay quốc tế từ ngày 15 tháng 9 và ngày 22 tháng 9 tới đây. Việc mở lại đường bay quốc tế đã được tính toán kỹ lưỡng, trong đó thì có năng lực cách ly của Việt Nam. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đưa ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tối ngày hôm qua. Hai cái mốc thời gian Bộ có đề nghị đó là 15 tháng 9 thì sẽ bay, ý kiến đề xuất là được bay kết nối với lại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và 22 tháng 9 thì là Đài Loan, Lào và Campuchia. Đối với mỗi quốc gia là một tuần một chuyến và một chuyến ngược lại, tức là hai chuyến của cái từ đến và đi.
thì cái số lượng là khoảng 5.000 người vào trong một tuần thì cũng đã được đánh giá phân tích rất kỹ lưỡng trên cơ sở là cái năng lực về cách ly của các cái đơn vị quân đội, các cơ sở của các địa phương, và để luân phiên trong vòng bao nhiêu ngày, tức là 14 ngày để mà có thể là tính ra cái khả năng đó, để chúng tôi ngược lại để tính lại cái tần suất của cái chuyến bay. Trong phần tiếp theo của chương trình, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh suốt 10 năm nỗ lực kiên trì tuyên truyền phổ biến pháp luật về trẻ em với các gia đình cụm dân cư trong thành phố. Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị khởi tố do có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều 4 tháng 9, tại cuộc hội đàm trực tuyến với Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Ogata Yasuo, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã thông báo tình hình kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về phần mình, ông Ogata Yasuo cảm ơn phía Việt Nam đã chia sẻ thăm hỏi kịp thời đối với Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản về thiên tai, lũ lụt, đánh giá cao kết quả và cách làm việc của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, khẳng định thành công của Việt Nam thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đấu tranh phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc hội đàm, hai bên cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19. Nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác truyền thống giữa hai đảng, góp phần tích cực và thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong vòng một tháng kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu Euro 1 với kim ngạch hơn 270 triệu đô la Mỹ đi 28 nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Các mặt hàng đã được cấp CO chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, rau quả, sản phẩm mây che đan, v.v. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển, các trung tâm phân phối trung chuyển của EU như là Bỉ, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh. Trong đó thì có nhiều lô hàng đã tới thị trường EU thông quan và được hưởng ưu đãi. 8 tháng đầu năm nay, chăn nuôi lợn, chăn nuôi đại gia súc cho đến chăn nuôi gia cầm và thủy sản đều không để xảy ra ổ dịch bệnh lớn nào. Chính vì vậy mà tổng sản lượng chăn nuôi từ đầu năm cho đến nay của Việt Nam đã tăng tới 6,3%, đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử. Chăn nuôi tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây lại rất đồng bộ, rất toàn diện khi mà cả gia súc, gia cầm và thủy sản đều tốt. Đây là một trong những thông tin tích cực trong cuộc họp tổng kết dịch bệnh trên động vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện các địa phương tổ chức mới đây. Tại hội nghị, đại diện Cục Thú y thông báo các bệnh chủ yếu trên đàn gia súc, chủ yếu như tụ huyết trùng, lở mồm long móng hầu như không xảy ra. Đối với dịch tả lợn châu Phi, chúng ta đã khống chế ở mức độ rất thấp. Hiện nay 98% số xã đã công bố hết dịch, không còn tái diễn. 8 tháng nay chỉ tiêu hủy 43.000 con lợn, khoảng gần 2.000 tấn. Đây là số lượng rất ít. Tái đàn, tăng đàn lợn là tăng cao thì đồng nghĩa cũng không phải chỉ có nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi mà các cái bệnh khác. Chính vì thế mà các bệnh ở trên lợn cũng cần phải được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Bởi vì hiện nay chúng ta có đầy đủ vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh và nhiều các bệnh khác. Riêng đàn gia cầm hiện nay Việt Nam đang có trên 500 triệu con. Tuy nhiên, số ổ dịch của các loại cúm gia cầm rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,5%. Đây là kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều rủi ro không thể chủ quan khi mật độ đàn và khối lượng chăn nuôi lớn chính là nguy cơ cao. Mặt khác, quý 4 hàng năm, khối lượng các sản phẩm phải luân chuyển rất lớn, phục vụ cho các dịp lễ hội và Tết âm lịch, nên rủi ro gây ra tình hình dịch bệnh cần phải kiểm soát tốt. Yêu cầu các địa phương là phải tăng cường công tác hoạt động quản lý chuyên ngành công tác thú y, coi phòng là chính, đấy là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là đồng bộ cả hệ thống phải vào cuộc từ khu vực quản lý nhà nước, từ các doanh nghiệp doanh nhân và người dân phải thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các quy trình về dịch tễ, để đảm bảo làm sao chúng ta giữ được cái an toàn. Trong 8 tháng qua, Bộ Tài chính đã cấp trên 1.200 tỷ đồng bổ sung kinh phí cho các địa phương trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tổng kinh phí Trung ương đã xuất cấp hỗ trợ cho 58 tỉnh, thành phố là hơn 6.200 tỷ đồng. Với khoản chi phí lớn như vậy, từ nay đến cuối năm, các địa phương cần phải tăng cường các giải pháp quản lý thị trường thật tốt, không để xảy ra gian lận thương mại,
buôn bán nhập lậu các sản phẩm thịt do đây là nguồn rất khó để kiểm soát. Đây là những giải pháp phải thực hiện đồng bộ để tiếp tục giữ được kết quả tốt như 8 tháng đầu năm nay. Thêm một thông tin vui nữa cho ngành nông nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết xuất khẩu lâm sản 8 tháng đầu năm đã đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 30% giá trị xuất khẩu của cả ngành nông nghiệp. Theo cùng Tổng cục Lâm nghiệp, mục tiêu vượt kim ngạch 12 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 là khả thi. Để tăng tốc trong 4 tháng cuối năm, Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp. Việc thiết lập thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để kịp thời giải quyết các vấn đề trong chế biến và thương mại lâm sản. Lâu nay tại Việt Nam thì dược liệu không được quản lý tốt, thương lái nước ngoài thu mua tự do hoặc là chỉ chế biến thô rồi xuất tiểu ngạch cho nên hiệu quả kinh tế thấp. Được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các vùng trồng dược liệu thuần Việt đang từng bước được hình thành và mở rộng theo nguyên tắc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe. Dự án phát triển dược liệu sạch do Liên minh châu Âu EU tài trợ với mục tiêu là khuyến khích hoạt động khai thác đi kèm với bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị dược liệu bền vững. Câu chuyện tại Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Mường Lóng thuộc tỉnh Nghệ An đã thay đổi cả một vùng quê, đó là một bài học đáng tham khảo cho những địa phương có lợi thế về dược liệu. Bảy lá một hoa, tâm thất bắc, những cây thuốc mọc bờ già của người Mông giờ đã được trồng thành một vùng nguyên liệu, cho thấy một sự đổi thay. Tại Mường Lống trước đây, việc khai thác dược liệu chưa có tổ chức, không có hướng dẫn khai thác đi kèm với bảo tồn phát triển bền vững, khiến một số loài cây dược liệu quý bị khai thác cạn kiệt và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao như thạch hộc thiết bì, cây xì tò hay trinh nữ hoàng cung. Ngày trước tôi ở nhà chỉ biết nuôi lợn, gà, trâu bò, chẳng có thu nhập gì cả. Cây thuốc thì chỉ biết trồng xuống đất để mặc cho tự nhiên phát triển. Ốm đau mới dùng rồi bán cho thầy lang, chứ không ngờ nó cho thu nhập tốt thế này. Dự án BioTrade Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Liên minh châu Âu tài trợ với mục tiêu hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cũng như nguồn giống đã giúp tạo điều kiện cho doanh nghiệp và bà con nông dân ổn định sinh kế cũng như góp phần vào việc bảo tồn nguồn gen dược liệu đặc hữu bản địa. Nhiều loại quý hiếm trong danh mục đỏ cây thuốc Việt Nam được phát hiện tại Nghệ An đã được thu thập về trung tâm này, lưu giữ và nhân giống cho bảo tồn phát triển. Nếu không bảo tồn, không duy trì, không bảo tồn thì nó sẽ dần dần nó sẽ bị mai một, nó sẽ bị tàn phá hết. Cho nên cái bảo tồn là rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là bảo tồn để cây nào có thể phù hợp, cây nào không phù hợp thì mình mới biết đánh giá được. Trên diện tích 136 hectare, bà con bắt tay cùng doanh nghiệp bước đầu đã xây dựng được vùng trồng dược liệu bán tự nhiên trên diện tích rừng Mường Lống, rừng phòng hộ đầu nguồn, hình thành vùng khai thác dược liệu bền vững, xây dựng vùng trồng dược liệu thâm canh theo thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Phát triển cây dược liệu không chỉ giúp đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đi lên mà còn gắn liền với bảo vệ rừng. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày 4 tháng 9, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô đã thông tin về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị khởi tố do có liên quan đến một số vụ án. Trong đó, vụ án vi phạm những quy định về quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước đối với việc mua chế phẩm, hóa chất xử lý môi trường là khoảng 41 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 8, thì Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung về cái hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Và trước đó, Bộ Công an cũng đã thông báo là anh Chung có liên quan đến một số vụ án. Thì về cái vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật đấy, thì đã chứng minh là có một số cái tài liệu liên quan đến vụ Nhật Cường. Qua quá trình điều tra, thì cơ quan điều tra thấy rằng có cái gói thầu số hóa của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đấy, thì cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là gây thiệt hại là 19,8 tỷ. Và trong này thì có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung. Còn cái vụ là vi phạm quy định về xử lý quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Quá trình triển khai và thực hiện cái việc xử lý ô nhiễm nước hồ bằng cái chế phẩm Red Oxy 3C đấy, mặc dù đã thành phố Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với phía đối tác là Đức là họ sản xuất cái hóa chất này riêng cho thành phố Hà Nội thôi. Họ nghiên cứu các cái đặc tính của sông Hồ Hà Nội. Nếu mà ký trực tiếp với cái công ty Watt Water thì là rất là bình thường.
nhưng mà quá trình mua sản phẩm thì lại ký qua một cái công ty khác. Cho nên là cái tiến hành điều tra thì thấy rằng là do phải ký với một cái đại lý như thế thì gây thất thoát cho nhà nước là khoảng 41 tỷ đồng. Và trong cái này thì khi là với vai trò là chủ tịch thì anh Trung cũng có một cái phần trách nhiệm ở đây. Còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước Bảo vệ quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, bên cạnh việc nội luật hóa các quy định quốc tế, Việt Nam đã thực hiện sửa đổi và bổ sung nhiều bộ luật nhằm bảo vệ tốt hơn nữa trẻ em thông qua pháp luật. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, kết quả điều tra xã hội học với gần 9.000 người cho thấy có gần 10% số người được điều tra không biết có luật trẻ em. Hơn 44% người lớn trả lời là có nghe về luật trẻ em, thế nhưng không biết rõ nội dung của luật. Hiểu được thực tế này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền đã nỗ lực kiên trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các gia đình, các cụm dân cư. 8 giờ 30 tối, gác lại sự thảnh thơi thư giãn bên gia đình, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ dành thời gian cho buổi tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục tại khu dân cư quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi không có cha mẹ ở trong nhà thì cái quan trọng có những vấn đề đáng tiếc xảy ra, mà có những người quyền con mình được hưởng thì lại không biết là quyền con mình được hưởng. Chẳng hạn cho con đi lao động sớm, đó cho con em mình đi làm những cái ngành nghề mà pháp luật không cho phép. Chúng ta biết rằng chúng ta phải dạy con em mình. Tới trực tiếp mình truyền trực tiếp tại cái địa phương nơi những người ở trọ thì nó là cụ thể nhất mà ta nghe được, về người ta mới hiểu được để ta nhắc nhở con em ta tránh xa những cái việc đáng tiếc xảy ra. Cô luật sư này chia sẻ thì mình thấy rất chi là dễ, rất chi bình thường. Từ trước giờ mình nói với các con thì mình không biết bắt đầu từ đâu, khó mà để mở cái câu chuyện ra, nhưng mà theo như bây giờ thì mình nghĩ là dễ nói chuyện hơn, mình hướng dẫn cháu nó dễ hơn. Mọi người cởi bỏ sự dè dặt và xấu hổ để tiếp cận thông tin, đó là bước tiến, nhưng chừng đó là chưa đủ. Với luật sư nữ, người dân cần biết, cần hiểu hơn nữa về việc con em họ được pháp luật bảo vệ như thế nào, những kẻ gây tội ác sẽ bị trừng phạt ra sao. Sự nghiêm trị của luật pháp là lá chắn bảo vệ trẻ và ngăn chặn sự tiếp diễn của hành vi bạo lực hay xâm hại trẻ. Chị Thủy có con gái 5 tuổi bị xâm hại bởi người hàng xóm. Chị đã tìm đến luật sư nữ để được hỗ trợ pháp lý. Kẻ gây ra tội ác với con chị đã phải chịu hình phạt 5 năm tù. Nếu như tôi không nói, thì tôi đồng nghĩa với những người mà bao che cho tội phạm. Cho nên là bắt buộc tôi phải lên tiếng. Trong cái rủi có cái may, cô luật sư Trần Ngọc Nữ giúp tôi về mặt pháp lý, chỉ tôi từng lá đơn để viết như thế nào. Tôi rất cảm ơn cô. Và có thể là tôi gọi là tôi nợ cô cuộc đời. Im lặng là tội ác. Tức là im lặng, tức là che giấu một sự thật, thành ra để cho cái đối tượng đó tiếp tục là xâm hại các em khác. Chúng tôi sẽ bảo vệ các em tại các phiên tòa và chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho các em để xử lý đúng người đúng tội trước pháp luật. Sau những phiên tòa, bà lại cặm cụi cập nhật thông tin, bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền của mình. Mới đây nhất là nghị quyết về tăng cường hiệu lực, hiệu quả về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng và chống xâm hại trẻ em mà Quốc hội đã thông qua hôm 19 tháng 6 vừa qua. Đưa pháp luật vào đời sống, đó là cách để bảo vệ trẻ. Con đường đó bà đã kiên trì suốt 10 năm qua và sẽ tiếp tục trong tương lai. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng của Google Play hoặc App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.